Rồi em xin chào cô chú anh chị mình ha. Hôm nay vừa lên Zalo với cô chú anh chị mình là Kim Quýt mini F7 nha cô chú anh chị. Cái đang cho bông cái bông. Cái tái nhỏ nhỏ luôn hay trong mình không biết. Cái đây đang có bông nhóc nè. Mini mình có tới chạy cái tái đỏ đỏ nhìn chắc đã lắm ha. Cô chú anh chị để bàn chơi là nó hoa trái nó ra hường xiên lắm nha. Đó, cây có quấn rễ từ nhỏ luôn nè. Dạ, thì dạ lắm. Dạ, cây phơm mịn đang cho hoa luôn nha. Đây, để em đưa gần cô chú anh chị coi cái vàng đế mặt trước nè, đường thân đây. Đó, xương bên dưới nó đây. Nhú hoa ra nữa nè. Quá trời hoa luôn. Quá trời luôn. Đó, rồi tới cái vàng củ đế mặt sau, đường thân, xương bên dưới đây. Quá trời hoa luôn nha. Này nó xe sai trái lắm nha cô chú anh chị. Này giống ngay Tết luôn. Đó, mịn phơm ha. Đây, cầm gọn là màn tam luôn. Đó, cái mini ép chậu nó xíu à, chậu mỏng luôn. Đúng mỏng luôn ạ. À, rồi để bây giờ em xây vài vòng nữa rồi em sẽ báo thông số mà 1B nha cô chú anh chị. Thì cây cũng đang có phần thắt cơ nhẹ nha. Thì mình có hai ép chậu thì mình chờ tầm 10 ngày nữa nha. Rồi để bây giờ em báo thông số mã 1B nha cô chú anh chị. Hoành góc củ đế chứ, hoành củ đế nó dưới đây là 10. Đó. Chiều cao của cây. Chiều cao của cây là 13. Hết tán ngang của nó là 21. Thì mã 1B này em giao lưu với cô chú anh chị mình đó, là 350k nha. Đó, 350k này vừa bên em bao ship luôn. Đó, Kim Quýt với Kim Mỹ nha. Đó, về để bàn chơi hoa chơi trái đã luôn. Rồi bây giờ em lên tiếp mã 2B. Rồi em lên tiếp mã 2B nha cô chú anh chị. Mã 2B cũng là một cây Kim Quýt với Kim Mỹ nha. Vô mùa đó hay gì bông trái quá trời. mấy cái đọt là những mình nó lú bông anh nè. Ngày Tết luôn á. Chơi Tết đã luôn. Đó. Già cây nè, già cây. Sữa đế thì sữa thân, sữa đế sữa thân từ nhỏ luôn, già lắm. Phơm mịn đang cho hoa nha cô chú anh chị. Có trái nhỏ luôn. Đậu đựng trái nhỏ ở đây nè. Đem xây vài vòng em đi gần cô chú anh chị coi dàn củ đế mặt trước, mặt sau, đường thân với lại cái phơm đó nha. Đây xây dàn củ đế nó đây. Thân cong nè, xương bên dưới đây. Đậu đựng trái nhỏ ở đây nè, ở đây cũng đang cho bông nè. Mấy cái đọt này đang chuẩn bị ra bông cái nha cô chú anh chị. Bông tái gì tà lè bên đây nữa nè. Đây nè. Đó. Đã đó. Phơm tàn, mịn phơm ha. Cầm gọn lòng bàn tay luôn. Đó. Rồi để bây giờ em xây vài vòng nữa rồi em sẽ báo thông số của mã 2B nha cô chú anh chị. Mini mà rất là già cây ha. Rồi để bây giờ em báo thông số của mã 2B nha. Cái hoành. Hoành củ đế dưới đây. Hoành củ đế dưới đây là 12. Hoành thân. Hoành thân đo đây là 4,5 tính 4 thôi. Hoành thân là 4. Chiều cao của cây. Chiều cao của cây là 13. Hết tán ngang của nó là 18. Thì mã 2B này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 350k nha. Đó, 350k là nhà vườn bên em bao ship cho nha cô chú anh chị. Cả cây lẫn chậu luôn nha. Rồi bây giờ em lên tiếp mã 3B nha. Rồi em lên tiếp mã 3B nha cô chú anh chị. 3B cũng là cây Kim Quýt với cây Mỹ luôn nha. Vô mùa cô chú chị mỗi đợt mỗi bông luôn. Bên đây già già là những bị ra nó nè, mỗi đợt quá trời. Có đậu trái luôn rồi. Có đậu trái nhỏ nhỏ. Bên này nè. Trời ơi quá trời luôn. Vô mùa. Vô mùa này ngay Tết luôn. Hàng già cây từng chậu nha cô chú anh chị. Đế thì quấn sữa đế từ nhỏ luôn nha. Phơm tàn thì mịn phơm ha. Đây, đưa gần của chú anh chị coi dàn củ đế mặt trước nè. Đường thân đây. Xương bên dưới này đang cho hoa rất là nhiều nha. Đó, đậu trái luôn nè. Dàn củ đế mặt sau nó đây. Đây, đậu trái ở đây nè. Phơm tàn thì bệnh phơm nha. Cầm gọn lòng bàn tay em luôn nha. Rồi, để bây giờ em xây vài vòng nữa rồi em sẽ báo thông số mã 3B nha cô chú anh chị. Rồi bây giờ em báo thông số mã 3B nha. Cái hoành củ đế. Hoành tổng hoành củ đế nó dưới đây. Tổng hoành củ đế dưới đây là 13,5 tính 13 thôi. Hoành củ đế là 13. Hoành thân nó tên này là 6. Chiều cao của cây. Chiều cao của cây là 12. Hết tán ngang của nó là 16. Thì mã 3B này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 350k nha. Đó, 350k là nhà vườn bên em bao ship nha cô chú anh chị. Đó, cả cây lẫn chậu luôn nha. Rồi bây giờ em lên tiếp mã 4B nha. Rồi em lên tiếp mã 4B nha cô chú anh chị. Mã 4B cũng là cây Kim Quýt rất nước Mỹ luôn nha. Củ quái đẹp quá ha. Củ to luôn á. Đọt già này chắc chưa ra bông nhưng mà cái đọt già này trên này chắc ra bông rồi. À có nè.
nhú mắm à, đang nhú này. Nè, mấy cái này như lú nhỏ nhỏ trong này nó đi vô mùa vô mùa. Như là mỗi cây mỗi cái bông. Đã hàng già cây, củ đế quái sửa từ nhỏ luôn nha cô chú anh chị. Thừng chậu phơm tàn thì mình phơm ha. Đang cho hoa luôn. Đây, cầm gọn là bằng tay em luôn. Nó ép chậu mỏng này, chậu nhỏ luôn. Đây, củ đế to này nha. Đó, xương bên dưới đây. Để tới cái dàn củ đế mặt trước. Quá đã là xương bên dưới. Đang cho bông luôn. Phơm tàn thì mình phơm ha. Cầm gọn là bằng tay luôn. Để em xây vài vòng nữa rồi em sẽ báo thông số mà uống bê nha. Rồi bây giờ em báo thông số mà uống bê nha. Cái hoành, hoành củ đế dưới đây. Tổng hoành của củ đế dưới đây là 13. Hoành thân, hoành thân ở trên đây là 4.5 x 4. Hoành thân là 4. Chiều cao của cây là 13. Hết tán ngang nó là 16. Thì mã 4B này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 350k nha. Đó, 350k là nhà vườn mình đang bao ship nha cô chú anh chị. Đó, cả cây lẫn chậu luôn nha. Rồi bây giờ em lên tiếp mã 5B. Rồi em lên tiếp mã 5B nha cô chú anh chị. 5B cũng là một cây kiêu rút kiêu mỹ luôn nha. Có tái nè, có tái luôn. Đang cho tái luôn. Tái bông. Nè, bông luôn. Vô mùa hay cơ lá. Quá trời luôn. Ở trong này trái nó nhỏ thôi nè, nhiều lắm. Bông trái gì cà le thôi. Già cây nha cô chú anh chị. Dạ. Yeah. Phơm tàn thì mình phơm nhé. Ở trên đây có cái bông luôn. Bông trái luôn. Bông trái nhỏ nhỏ quá trời luôn. Dạ. Em xây vài vòng đi gần cô chú anh chị coi cái vàng đế với đường thân đó nha. Nè, cái đế mặt trước nè, quấn rễ từ nhỏ nè. Cây già thân lắm. Sửa thân luôn. Già cây, xương bên dưới đây. Em cho bông nha. Bông trái chi chít nhấp lên cây. Mặt sau nữa. Ngày tới Tết giống chín luôn á. Xương bên dưới là đậu, đậu tái cây đó nè. Nhiều lắm. Phơm tàn thì mình phơm nha. Đây, cầm gọn lòng bàn tay luôn nhé. Rồi, để bây giờ em xây vài vòng nữa thì em sẽ báo thông số mã 5B nha cô chú anh chị. Rồi, bây giờ em báo thông số mã 5B nha. Cái hoành cũ nó dưới đây. Hoành cũ nó dưới đây là 7. Hoành thân, hoành thân trên đây là 4.5 x 4. Hoành thân là 4. Chiều cao của cây là 16. Hết tán ngang của nó là 26. Thì mã 5B này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 350k nha. 350k là nhà vườn mình em bao ship nha cô chú anh chị. Cả cây vẫn chậm luôn nha. Rồi bây giờ em lên tiếp mã 6B nha. Rồi em lên tiếp mã 6B nha cô chú anh chị. Mã 6B cũng là một cây kim bích nhất nước Mỹ luôn nha. Hello. Chưa có bông. Chưa có bông. Chưa lú, mà chuẩn bị lú cái đọt này già lại dám lú rồi nè. Nó dễ có bông lắm, già đọt là nó lú. Già cây, củ to gốc này cũng to như cái đường thân sữa lạng lạng. Phơm tàn thì mình phơm ha. Để em xây vài vòng rồi em đưa gần cô chú anh chị coi dàn củ đế đường thân. Cái ly dàn xương bên dưới nó nha. Nó hơi tể mấy cái kia xíu nhưng mà nó già cái đọt nó cũng ra bông mà. Cây già thần chậu như cô chú anh chị. Trầm gọn là mình tay luôn, củ to nè. Hoàn thân cái này cũng to luôn. Phơm này, mình phơm nhé. Rồi tới dàn củ đế mặt sau đây. Được thân, thân sữa cong từ nhỏ luôn này. Xương bên dưới đây. Dạ. Dạ, cây. Thần chậu luôn nha. Đó, rồi, để bây giờ em xây vài vòng nữa rồi em sẽ báo thông số mã 6B nha. Rồi, bây giờ em báo thông số mã 6B nha cô chú anh chị. Chú Hoành. Hoành của củ đế nó dưới đây. Hoành củ đế dưới đây là 11. Hoành thân, hoành thân ở trên đây là 5. Chiều cao của cây, chiều cao của cây là 17. Hết tán ngang của nó là 23. Thì mã 6B này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 350k nha. Đó, 350k là nhà vườn mình đang bao ship nha cô chú anh chị. Đó, cả cây lẫn chậu luôn nha. Rồi bây giờ em lên tiếp mã 7B. Rồi em lên tiếp mã 7B nha cô chú anh chị. Mấy bê cũng là một cây kim quýt với kim quýt Mỹ luôn nha. Củ đẹp, đường thân đẹp. Dạ. Phơm tàn, mịn phơm luôn ha. Bứt được. Rồi em xây vài vòng nữa rồi em đưa gần cô chú anh chị coi dàn củ đế, đường thân với lại cái phơm đó nha. Cây già, cây thần chậu nha cô chú anh chị. Đây, dàn củ đế mặt trước này. Sửa từ nhỏ luôn ha. Xương bên dưới nó đây. Rồi tới dàn củ đế mặt sau. Đó, xương bên dưới nó đây.
già cờ đọt là chuẩn bị ra bông trái như cô chú anh chị, vô mùa nó hay sao, phơm tàn. Cái già là nó có tái ngày Tết rồi. Mình phơm luôn hết. Rồi để bây giờ em xây vài vòng nữa rồi em sẽ báo thông số là 7B nha. Rồi bây giờ em báo thông số mà 7B nha. Hoành của cũ bên dưới đây. Hoành cũ nó là 12. Hoành thân, hoành thân nó là 7. Chiều cao của cây, chiều cao của cây, chiều cao của cây là 13. Hết tán ngang của nó là 25. Thì mã 7B này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 350k nha. 350k là nhà vườn bên em bao xếp nha cô chú anh chị. Đó, cả cây lẫn chậu luôn nha. Rồi bây giờ em lên tiếp mã 8B nha. Rồi em lên tiếp mã 8B nha cô chú anh chị. Mã 8B cũng là một cây kim quýt với kim quýt Mỹ luôn nha. Củ to quá trời to ha. Củ to, phơm nó mịn luôn. Ê, đang có bông, đây có bông mà, lũ bông này, lũ bông này. Mấy cái đầu già này nó chuẩn bị nó lú ra thêm nữa. Không, có bông, đang cho bông. Củ to cho bá luôn. Củ to, phơm tàn mịn phơm ha. Già cây thần chậu luôn nha cô chú anh chị. Để bây giờ em xây vài vòng em đưa gần cô chú anh chị coi dàn củ đế mặt trước mặt sau. Phơm tàn đây dàn xương đó nha. Đây dàn củ đế mặt trước này, củ to nha. Già cây ha. Xương bên dưới đây. Rồi tới cái củ đế mặt sau đó nè. Xương bên dưới đang cho hoa luôn. Phơm tàn thì mịn phơm nha. Rồi để bây giờ em xây vài vòng nữa rồi em sẽ báo thông số mã 8B nha cô chú anh chị. Rồi bây giờ em báo thông số mã 8B nha. Hoành củ đế bên dưới nè. Hoành củ đế nó đây là 14. Hoành thân, hoành thân trên đây là 6. Chiều cao của cây, chiều cao của cây là 12. Hết tán ngang của nó là 16. Thì mã 8B này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 350k nha. Đó, 350k là nhà vườn bên em bao ship nha cô chú anh chị. Đó, tại cây lẫn chậu luôn nha. Lên tiếp mã 9B nha cô chú anh chị. Mã 9B cũng là một cây kim quýt chép nước Mỹ. Này già lắm nha. Này già, đúng già luôn á. Đang cho bông nè. Quá cho bông luôn nè. Mỗi đợt mỗi cho bông luôn. Cái này giờ bữa chắc nó nguyên cây, nó tái dữ dằn hay là nó già dữ lắm già. Cốt to luôn á. Cốt to. Phơm tàn mịn phơm nha. Siêu già. Đem xây vài vòng để em đưa gần cô chú anh chị mình coi cái dàn xương bên dưới lại phơm tàn nó nha. Cái này cũng là kim quýt với kim quýt nỉ nha cô chú anh chị. Nè, cái đường thân của dàn đế một chút đây. Xương bên dưới nè, cốt to nha, đang cho bông luôn. Rồi tới đường thân mặt sau, xương bên dưới đây, cốt to, cái này ghép lâu lắm. Cầm ngọn lòng bàn tay luôn, phơm tàn mịn phơm nha. Rồi để bây giờ em xây vài vòng nữa rồi em sẽ báo thông số mã 9B nha cô chú anh chị. Rồi bây giờ em báo thông số mã 9B nha. Hoành thân, hoành thân nó đây là 5. Chiều cao của cây, chiều cao của cây là 17. Hết tán ngang của nó là 28. Thì mã 9B này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 350k nha. Đó, 350k là nhập của mình đây bao ship nha cô chú anh chị. Cả cây lẫn chậu luôn nha. Rồi bây giờ em lên tiếp mã 10B. Okay. Rồi em lên tiếp mã 10B nha cô chú anh chị. Mã 10B có một cây kim quýt với Mỹ mini luôn nha. Đẹp quá. Dạ. Dạ cây. Có bông mà. Cái bông này. Có bông này. Bông mà. Đúng rồi. Bông này. Ở trong nó đang lú lú thêm nữa nè. Nhiều không? Dạ lắm. Dạ cây thần chậu. Phơm tàn thì mịn phơm ha. Để em xây vài vòng mình đưa gần của chú anh chị coi dàn củ đế mặt trước mặt sau. Cái này đẹp. Đó, dàn xương bên dưới với phơm tàn nữa nha. Này, củ đế mặt trước đây. Già cây, sữa từ nhỏ luôn. Xương bên dưới đây. Đó. Có bông luôn nha cô chú anh chị. Khúc trong đang cho hoài bông quá trời. Rồi tới dàn củ đế mặt sau đó đây. Cái đẹp. Thần chậu ha. Xương bên dưới đây. Phơm tàn thì mịn phơm. Cầm gọn lòng bàn tay luôn nha. Rồi để em xây vài vòng nữa rồi em sẽ báo thông số mã 10B nha cô chú anh chị. Hàng già cây lắm nha. Rồi bây giờ em báo thông số mã 10B nha. Hoành củ đế. Củ đế nó ở dưới đây là
11. Chiều cao của cây, chiều cao của cây là 10. Hết tán ngang của nó là 21. Thì mã 10B này em giao lưu dưới của chú anh chị mình là 350k nha. Rồi 350k là nhà vườn này bao ship nha cô chú anh chị. Rồi, cả cây lẫn chậu luôn nha. Thì mã 10B này cũng là mã cuối cùng của video bên em ngày hôm nay ha. Thì em cũng xin cảm ơn cô chú anh chị mình đã dành thời gian theo dõi video của bên em nha. Nếu cô chú anh chị mình yêu thích kênh thì bấm đăng ký kênh ủng hộ giúp em ha. Rồi xin cảm ơn rất là nhiều.